nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng radar trong tình hình mới. Hội thao kíp chiến đấu trạm radar năm 2022 do Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Các kíp chiến đấu có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng năng lực, bổ sung thêm kiến thức cho công tác tổ chức, chỉ huy, điều hành chiến đấu và tổ chức huấn luyện sát thực tiễn của đơn vị mình. Đồng thời để lãnh đạo chỉ huy các cấp đánh giá chính xác được những điểm mạnh, những thiếu sót trong công tác huấn luyện, từ đó có những chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện các kíp chiến đấu trạm radar trong toàn quân chủng. Cắt số về vị trí, chua kỹ tài, bắt đầu! Số 3, nổ máy cơ thể thể động, chua số 2, đưa lên về vị trí hoa, số 1, chua các phường, số 5, lắp chốt thể động. Thực hành đội ngũ chiến thuật cơ động triển khai thu hồi đài radar VRS-2DM nhiều lần là cách mà trạm radar 53, trung đoàn 293 tổ chức cho cán bộ, nhân viên đến hạ sĩ quan chiến sĩ rèn luyện thành thục các yếu lĩnh động tác trước khi tham gia hội thao kíp chiến đấu trạm radar năm 2022 do Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức. Với phương châm chắc cá nhân đều phân đội nên từng giai đoạn huấn luyện hướng tới hội thao, mỗi số trong kíp đài đều nỗ lực, quyết tâm để nhuần nhuyễn thao tác ở vị trí của mình. Kíp đài radar VRS-2DM, trạm radar 53 thì đã tiến hành huấn luyện cho từng cá nhân thành phần trong kíp thuần thục về động tác cá nhân và trong quá trình hiệp đồng của toàn kíp đẩy nhanh cái yếu tố về thời gian đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hội thao. Tham gia hội thao năm nay có 9 kíp trạm radar chiến đấu. Trong phần thi lý thuyết, các kíp trạm tập trung kiểm tra nhận thức theo chuyên ngành, tính năng kỹ chiến thuật của đài radar. Phần thi thực hành, các kíp chiến đấu tập trung xây dựng báo cáo văn kiện chiến đấu, thực hành thu hồi, cơ động và triển khai khí tài tại trận địa mới, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, tổ chức thực hành, hiệp đồng kíp chiến đấu, đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ mục tiêu được giao, tổ chức khôi phục sức chiến đấu. Ngay từ những ngày đầu nhận được chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên về nhiệm vụ tham gia hội thao kịp chiến đấu trạm radar năm 2022 của quân chủng tổ chức, thì chi ủy chỉ huy đơn vị đã quán triệt tới 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời chuẩn bị đầy đủ mọi mặt về nhân lực, vật lực và đặc biệt là xây dựng cái tinh thần quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị để tham gia hội thao đạt kết quả tốt nhất. Đối với cái đề mục đầu bài năm nay của quân chủng đưa ra thì đòi hỏi người chỉ huy phải nghiên cứu sâu về đặc điểm tình hình, về địch, về ta, về tình trạng khí tài và những cái vấn đề liên quan đến chiến sự đang xảy ra gần đây. Để thực hiện tốt cái đầu bài hội thao năm nay thì chúng tôi đã nghiên cứu sâu, đánh giá về tình hình địch, tình hình ta và đưa ra những cái quyết định về sử dụng lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phù hợp với tổ chức biên chế và trang bị hiện tại của mình, phù hợp với cái yêu cầu nhiệm vụ mà cấp trên giao cho đơn vị. Ở nội dung thực hành, sau khi hoàn thành văn kiện chiến đấu, các đồng chí trạm trưởng, chính trị viên phải báo cáo kế hoạch chiến đấu, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị. Đồng thời hoạt động kiểm tra chỉ tiêu cá nhân đối với nhân viên báo vụ, phát thanh ghi chép, kiểm tra thực hành VQ, thực hành đội ngũ chiến thuật, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của đài, kíp đài VRS-2DM, đài RV-02 cũng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Ngoài phần nội dung đã chuẩn bị theo kế hoạch, ban tổ chức, ban giám khảo còn đưa ra nhiều tình huống bổ sung, đòi hỏi các thí sinh phải nắm chắc kiến thức chuyên ngành, có tính tư duy sáng tạo mới có thể giải đáp được. Bản thân tôi cũng như là anh em trong kíp đã hàng ngày hăng say luyện tập, tích cực học tập để nâng cao các trình độ, rèn luyện bản lĩnh ý chí vững vàng, quyết tâm đi thi đạt giải cao. Thông qua cái đợt hội thao như này đã giúp tôi rèn được bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ hơn về mọi mặt. Cơ động chiến lĩnh trên địa, chiến đấu tại vị trí chiến đấu mới. Ông chỉ rõ chưa? Đây là một trong những nội dung thực hành tại hội thao. Ngoài đảm bảo đúng quy trình, tính năng kỹ chiến thuật, thì kíp đài sẽ ghi điểm cao nếu rút ngắn thời gian thực hành. Nếu như đài radar VRS-2DM dành cho lực lượng phòng không được thiết kế bán tự động, việc triển khai thu hồi đòi hỏi kíp chiến đấu không chỉ có sức khỏe tốt, thuần thục các yếu lĩnh động tác và có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các số, thành phần trong kíp,
thì đài RV02 là khí tài hiện đại dành riêng cho lực lượng không quân, được thiết kế tự động, nhiều chi tiết vận hành bằng thủy lực, giúp nâng cao khả năng cơ động cũng như rút ngắn thời gian chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của khí tài. RV02 có thể nắm bắt, phát hiện các loại mục tiêu cách xa hàng trăm km, đặc biệt có thể phát hiện mục tiêu là máy bay tàng hình thế hệ mới và hoạt động trong mọi điều kiện loại hình thời tiết. Đối với những đề mục của hội thao năm nay thì có nhiều cái mà chúng tôi được cọ sát và học hỏi, đặc biệt là đối với kiếp đài RV năm nay. Tại vì mỗi năm chúng tôi chỉ được đi hội thao với kiếp đài P-18 mà đơn vị của tôi thì không được biên chế đài P-18. Thì năm nay các đơn vị không quân được biên chế đài RV thì có một cái đổi mới là được tham gia hội thao kiếp đài RV trong đúng cái danh mục mà chúng tôi được quản lý và sử dụng đài. Nên là chất lượng thì chúng tôi cũng được nâng lên rõ rệt. Các số về vị trí, kiểm tra xe, bắt đầu, go! Về vị trí đường đi, xong, được. Đây là lần đầu tiên hạ sĩ Vương Đình Khánh trắc thủ đài radar VRS-2DM của trạm radar 53, trung đoàn 293, sư đoàn 361 tham gia hội thao kiếp trạm radar. Cảm xúc vinh dự, tự hào, xen lẫn hồi hộp, lo lắng. Nhưng Khánh và đồng đội trong kiếp radar chiến đấu của mình đã tự tin thực hiện tốt bài thi hôm nay. Hiệp đồng với các số là một mắc xích để giành chiến thắng. Thì đã qua rất nhiều lần luyện tập và nhiều lần rút kinh nghiệm giữa các số với nhau thì bây giờ các số đã phù hợp một cách anh ý nhìn là nhất có thể. Và hôm nay trải qua phần thi thì các số đều hài lòng với phần thi của mình. Qua phần thi này thì tôi và các đồng chí trong kiếp hội thao tích lũy rất nhiều kinh nghiệm này, có nhiều trải nghiệm mới, trau dồi kinh nghiệm khi vào tiến hành vào trực ban chiến đấu quản lý vùng trời, củng cố về cái nền tảng của mình khi bước vào trực ban thì tốt hơn. Có những nội dung mà chúng tôi làm tốt nhưng có những nội dung mới mà các đơn vị bạn người ta nghiên cứu sáng tạo ra, thì đây là cái cơ hội để giữa các đơn vị học tập với nhau trên cơ sở kết quả trong quá trình hội thao một kiếp chiến đấu cộng với sau khi hội thao giữa các kiếp chiến đấu của các trung đoàn, thì chúng tôi sẽ sưu tầm thành một tài liệu hợp lý cũng sát thực tế chiến đấu nhất để phổ biến cho tất cả các kiếp chiến đấu của các trạm radar trong trung đoàn, đưa đến huấn luyện các đối tượng khác nhau để nâng cao trình độ toàn diện. Ban chỉ huy sở chỉ huy trung đoàn lệnh sở chỉ huy đạn pháo cấp 1 mở tăng cường đến đây. Hết. Đi ban chỉ huy. Theo thông báo của sở chỉ huy trung đoàn và nhận định của lãnh đạo chỉ huy đơn vị, trong thời gian tới mình sẽ tiến công hoạt động tấn công vào khu vực miền Bắc. Đây chỉ là một trong số rất nhiều tình huống được ban tổ chức đưa ra tại hội thao kiếp trạm radar chiến đấu năm nay. Giả định có 19 túc mục tiêu trong bài tập, buộc kiếp chiến đấu phải xử trí. Tuy nhiên, ban giám khảo đưa thêm 2 túc mục tiêu được phát hiện từ các đài radar và đưa về sở chỉ huy. Đây chỉ là một trong số những tình huống tương đối phức tạp. Tại các hội thao năm trước không có. Năm nay, những đề mục mới, đề mục khó, sát thực tế chiến đấu được đặt ra cùng với trang bị khí tài hiện đại, đồng bộ, giúp cho người chỉ huy và kíp chiến đấu nhanh chóng phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa và đưa ra phương án xử trí khẩn trương nhất. Riêng cái nguồn tình báo để đưa về sở chỉ huy trạm để người trạm trưởng cũng như các thành phần trong kíp chiến đấu xử trí tình huống so với các năm trước phong phú và đa dạng hơn. Năm nay thì vừa đưa nguồn tình báo của máy tập, vừa nguồn tình báo của vọng quan sát mắt và vừa nguồn tình báo thực tế tại đài radar. Nên là trong quá trình xử trí các tình huống chiến đấu, các kíp và các thành phần luôn chủ động và xử trí tốt các tình huống trên không, không xảy ra bất ngờ. Sau mỗi đợt hội thao, hội thi thì chúng tôi đều tổ chức rút kinh nghiệm. Để từ đó chúng tôi có những cái biện pháp tổ chức huấn luyện tất cả các cái thành phần kíp 1 và cũng như là kíp 2 của các đơn vị. Chúng tôi cũng đã thực hiện theo đúng các cái chỉ thị, các cái hướng dẫn của trên, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết để tổ chức huấn luyện kíp chiến đấu của trung đoàn radar cũng như là kíp chiến đấu của các trạm radar để đảm bảo là luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời được ra. Chỉ có luyện giỏi, rèn nghiêm, chỉ có rèn mắt, rèn tay, bộ đội radar mới không để sót, lọt, chậm thời cơ tìm kiếm mục tiêu trên không. Thành tích tốt qua mỗi đợt hội thi, hội thao như thế này sẽ là cơ hội để họ được tôi luyện, rèn rũa và trưởng thành, đồng thời tạo thêm sự tự tin, quyết tâm để lực lượng radar, những người gác cửa trên không của quân chủng phòng không không quân, luôn sẵn sàng, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.